Ôi ơi. Xem nữa anh em ơi. Quá. Xem chút nữa lắm rồi. Em chút nữa là có clip cho anh em xem luôn rồi. Bữa nay nó trọng lượng hơi cao anh em ơi. Bữa nay tới trọng lượng tới 890 lận. Mỗi lần chơi cò trắng thì trọng lượng nó 850. Nhưng mà bữa nay nó lên 890. Trọng lượng hơi cao. Nếu mà trọng lượng 850 gram thì nó với mồi sung hơn anh em ơi. Nó máu hơn. Nhưng mà bữa nay trọng lượng nó hơi cao. Nào. Trời, phải chơi cò trắng 2 lít này, chơi cò trắng phải chơi núp gì anh em. Đó, như đặc công vậy. Đấy. Con 2 lít này nếu mà chơi cò trắng, chơi đánh xa thì cách bay của nó đánh không được cò trắng đâu. Chỉ còn cách chơi núp lùm thôi. Đánh lén vậy thôi mới được nó.